Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Phụ nữ quyền năng do công ty Tincom Media sản xuất, được phát sóng trên các đài truyền hình tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong cuộc sống không có gì là không thể. Chúng ta hãy tự tạo cho mình một niềm đam mê trong nghề nghiệp cũng như là một niềm tin tuyệt đối vào bản thân, và niềm tin đó sẽ đưa chúng ta đến với bến bể vinh quang. Đó chính là phương châm sống của một người phụ nữ rất mạnh mẽ, kiên cường, và chị luôn luôn nỗ lực để vươn tới thành công, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng người Việt tại nước ngoài nói riêng cũng như là cộng đồng xa xứ nói chung. Và người phụ nữ đó sẽ xuất hiện trong chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay, chính là doanh nhân Phan Thị Bình đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Doanh nhân Phan Thị Bình sinh ra và lớn lên tại một tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Năm 1988, chị quyết định xa quê hương sang Cộng hòa Liên bang Đức để sinh sống và làm việc. Năm 1991, doanh nhân Phan Thị Bình mở một gian hàng kinh doanh nhỏ, nhưng sau 3 năm, nhận thấy sự giao thương khó khăn, đặc biệt của cộng đồng người Việt nơi đất khách. Chị quyết tâm thuê lại khu đất bỏ hoang và kiến tạo thành khu trung tâm giao thương buôn bán, không chỉ dành cho người Việt Nam, mà cả cộng đồng người Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và cả người Đức. Năm 2007, khu trung tâm giao thương bị cháy hoàn toàn, thiệt hại khoảng 30 triệu euro, trở thành người trắng tay. Nhưng với ý chí kiên cường, chị luôn đau đáu suy nghĩ, mọi người sẽ đi về đâu, làm gì và làm thế nào để cộng đồng tiếp tục làm ăn, ổn định cuộc sống trong hoàn cảnh này. May mắn người chủ của khu bị cháy ngỏ ý muốn bán lại toàn bộ khu này. Chớp lấy cơ hội, doanh nhân Phan Thị Bình tiến hành thành lập công ty, kêu gọi vốn đầu tư mua lại khu đất 35.000 m², với khát khao tiếp tục duy trì khu trung tâm giao thương buôn bán dành cho cộng đồng. Đầu năm 2009, khu trung tâm hoàn thành khang trang và đi vào hoạt động ổn định cho đến hiện tại. Doanh nhân Phan Thị Bình hiện đang giữ chức tổng giám đốc trung tâm thương mại Madibird và giám đốc công ty xuất nhập khẩu Trường Minh, Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2009, doanh nhân Phan Thị Bình được Bộ Công Thương Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương doanh nhân thành đạt tại nước ngoài, và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tặng kỷ niệm chương về công tác cộng đồng. Chị luôn tâm niệm, không có gì là không thể. Chúng ta hãy tạo cho mình một niềm đam mê thật sự trong nghề nghiệp và niềm tin tuyệt đối vào bản thân, và niềm tin sẽ đem chúng ta đến bến bờ vinh quang. Ngày hôm nay Mai Thu Huyền rất là vui khi được trò chuyện với một nữ doanh nhân người Việt rất rất thành công ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đó chính là chị Phan Thị Bình. Em cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay ạ. Chị cảm ơn em cũng cho chị một cơ hội được chuyện trò với một nữ doanh nhân đa tài của Việt Nam. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhân đây thì Mai Thu Huyền cũng xin bật mí với quý vị khán giả, cũng như là xin chúc mừng cho chị Bình vừa qua đã đạt giải top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu trong một sự kiện rất rất hoành tráng của Willin. Thì không biết là khi mà trở về Việt Nam lần này và lại vinh dự nhận được một cái giải thưởng như thế thì cái cảm xúc của chị như thế nào ạ? Rất là vui mừng và phấn khởi. Trong cái hoàn cảnh mình ở xa tổ quốc nhưng đã có một tập đoàn nhìn nhận đến sự phát triển của nữ doanh nhân ở khắp nơi và tạo điều kiện được truyền đạt những kinh nghiệm lãnh đạo để chị em cùng phát triển. Dạ, và ngày hôm nay một lần nữa chị lại đang tham gia trong một chương trình truyền hình có tên là Phụ nữ quyền năng. Và chương trình này thì cũng đã được công ty Tincom Media và Mai Thu Huyền ấp ủ và đã triển khai trong suốt 5 năm qua, đã quy tụ được hơn 200 khách mời là những người phụ nữ rất thành công trong nhiều những lĩnh vực khác nhau. Và có một điều đặc biệt đó chính là không chỉ những người phụ nữ ở Việt Nam mà là những người phụ nữ Việt Nam ở tại các nước trên thế giới nữa. Nên chính vì vậy ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên có một doanh nhân người Đức xuất hiện trong chương trình Phụ nữ quyền năng, thì chắc chắn là khán giả của Phụ nữ quyền năng cũng rất là tò mò về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở tại Đức như thế nào. Thì chắc là chị cũng có thể chia sẻ. Cũng xin chia sẻ với em và mọi người. Chị sang Đức đã được 34 năm. Ngày đi là đi xuất khẩu lao động. Thì trong quá trình ở sống tại đất khách quê người thì cũng nhiều cái khó khăn. Nhưng với quyết tâm của mình đã đi ra nước ngoài thì mình sẽ làm cái gì đó cho bản thân và cho gia đình, đôi lúc cho tổ quốc được đóng góp những cái phần công sức nhỏ bé trong vấn đề từ thiện hoặc là đóng thuế. Thì chị thấy đấy là một cái điều phải cố gắng. Và trong cái sự cố gắng đấy thì cũng có sự may mắn, cho nên cũng đem đến một cái thành công nhất định cho bản thân mình và gia đình mình. Lúc sang xuất khẩu lao động thì chị ở một cái nhà máy là ở thành phố Chemnitz bây giờ. Sau đấy thì chị mới chuyển lên thành phố Magdeburg của chị
khi mà bức tường của Berlin đã sụp đổ thì một cái chế độ mới ra đời và chị đã tự bứt phá ra trong nền kinh doanh riêng, không đi theo con đường công nhân như trước. À, vậy thì một cái bước ngoặt từ một người làm công nhân trở thành một cái người chủ doanh nghiệp, nó là cả một cái bước tiến rất là lớn, mà lại đặc biệt là lại ở một cái nơi đất khách quê người nữa. Vậy thì chị hãy ôn lại cái kỷ niệm là cái giai đoạn đó chị đã làm như thế nào và chị đã vượt qua những cái khó khăn, những cái thách thức đầu tiên đó như thế nào? Cũng nhiều khó khăn và bước cản trong con đường của mình, nhất là khó khăn về ngoại ngữ và văn hóa. Nhưng với lòng quyết tâm, khi đấy bức tường Berlin sụp đổ thì cơ hội làm ăn rất là nhiều, rất là lớn. Miễn là ai có niềm đam mê và có sự tin tưởng vào bản thân thì sẽ làm được. Và làm được tất cả khi mình có quyết tâm. Thời điểm đó là chị kinh doanh lĩnh vực gì ạ? Thời điểm đấy chị kinh doanh quần áo. Đầu tiên đi bán lẻ, 3 năm sau chị mở một cái công ty xuất nhập khẩu mặt hàng quần áo may mặc sẵn cho những người trung niên và người cao tuổi ở nước Đức. Chị đã về Việt Nam để trực tiếp xuất khẩu sang Đức và bán hàng của Việt Nam tại nước Đức. Bây giờ cái công ty đấy vẫn hoạt động bình thường và bên cạnh đấy chị sáng lập ra một cái công ty cùng với bạn bè từ một khu trung tâm bỏ hoang của Đức, thì chị đã thuê lại, tu sửa và ngăn ra từng phòng cho thuê các gian hàng để người ta tự kinh doanh ở trong khu trung tâm của chị, trung tâm thương mại Magdeburg thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Chắc chắn là trong cái quá trình mà hoạt động kinh doanh của chị thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn đúng không ạ? Thì cái biến cố lớn nhất của mình thì chị có thể chia sẻ là cái gì không ạ? Nói chung là khi mà đã vào kinh doanh thì cũng rất nhiều khó khăn. Không phải đương nhiên mà mình có thể có trong tay tất cả những gì mà hiện nay đang có. Rất nhiều khó khăn chồng chất. Ví dụ như thời tiết rất là khắc nghiệt. Đôi khi là mình kinh doanh hàng này nhưng mà không, thời tiết không cho phép mình bán cái hàng đấy. Thế là tồn kho bị ế và phải chờ đến cơ hội năm khác. Nếu như năm khác mà không phát triển được thì nhiều khi nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản. Tại vì nó nhiều mùa. Nó nhiều mùa lắm, nó thay đổi về thời tiết, là thay đổi về thời trang của nước Đức nữa. Nếu như mình không bắt kịp thì sự buôn bán làm ăn của mình cũng gặp khó khăn. Cho nên ở lĩnh vực nào mình phải đều tìm hiểu, học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân và cho những người xung quanh, cộng đồng để cùng nhau phát triển. Vâng. Thế mà cái biến cố nhất mà trong cái hoạt động kinh doanh của chị là gì ạ? Năm 2007 công ty của chị cháy hoàn toàn, không còn một cái gì, còn những mảnh đất và đống tro tàn. Trời ơi, nhưng mà cái vụ hỏa hoạn đấy mình có tìm hiểu được nguyên nhân là do đâu không ạ? Khi đấy thì nhà chức trách của Đức họ cũng không tìm ra. Chỉ thông báo là không tìm thấy. Bọn chị đóng bảo hiểm tất cả mọi nguồn thì cũng không có là bao được đền bù. Dạ, thế tức là mình đang là một doanh nhân, rồi mình được có rất là nhiều những gian hàng cho thuê. Tự nhiên mình một ngày mình mất trắng hết tất cả, không còn cái gì nữa. Chỉ có một đống tro vụn. Nhớ lại là cái tâm trạng của chị ở ngay tại cái thời điểm đấy nó như thế nào ạ? Tâm trạng lúc đấy thì đau khổ lắm, không gì tả nổi. Khi bọn chị được công an của Đức đưa lên xe trong đêm 2 giờ sáng và nói là bà bình tĩnh nhé. Tất cả mọi chuyện đâu sẽ có đấy, bà thật bình tĩnh. Nó không cho mình biết, nó nói bình tĩnh và nó chở mình ra cái khu trung tâm đấy. Cho mình chứng kiến. Xong để mình chứng kiến thì thôi, chứng kiến thì lúc đấy không còn gì để nói. Nghe chị kể thôi mà em cũng còn thấy sởn hết cả da gà, thấy không thể hình dung được là một cái khối tài sản lớn của mình như vậy, công việc làm ăn, rồi cái miếng cơm manh áo của mình mà một chốc mà lại mất hết như vậy. Vậy thì chị đã vượt qua một cái cú sốc lớn như vậy bằng cách như thế nào? Cú sốc đấy thì vẫn nằm trong suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ mình phải nghĩ thế nào để vực cuộc sống của mình lên và cộng đồng xung quanh mình. Họ còn phải sống và còn phải làm việc. Chị suy nghĩ triền miên. Khi đấy thì chị sẽ luôn đi tìm những cái khu mới để chị nhằm gây dựng lên một cái trung tâm khác. Tiếp tục. Vẫn tiếp tục. Mặc dù kinh tế không có nhưng mà chị vay bạn bè, vay gia đình sẽ đồng tâm cùng chị để vượt qua. Cũng một cái cơ hội may mắn là
người Đức mà phụ trách trung tâm cháy đấy, họ không, họ bán chủ đất, họ gọi chị họ bán bán cái khu đấy, thì chị lúc đấy là quyết tâm và rủ bạn bè cùng chung đầu tư. Vì cái sự đầu tư của chị rất là lớn, nhưng mà do cái lòng tôn trọng của mọi người có đối với chị nên cái kêu gọi đầu tư không khó, rất nhanh chóng. Và cái khu đất hiện tích 35.000 m2, mà hiện tại khu đất là có 17.000 m2 sử dụng, thì chị lại tiếp tục cùng bạn bè vượt lên và lại xây dựng thành một khu trung tâm khang trang hơn, đàng hoàng hơn, để cộng đồng có chỗ hoạt động, sinh sống và làm việc. Làm ăn. Vậy thì cái cộng đồng đó không phải chỉ dành cho mỗi người Việt đúng không ạ? Mà chắc chắn là trung tâm thương mại lớn thì nó còn dành cho kể cả những cái người dân ở những cái đất nước khác họ định cư ở đó, ở Đức đúng không ạ? Đúng rồi, trung tâm thương mại đấy thì không phải dành cho người Việt, mà dành cho người Ấn Độ, người Pakistan, Trung Quốc, người Đức. Là bao gồm tất cả những ai có nhu cầu làm ăn thì sẽ tới trung tâm của chị thuê và làm ăn tại đấy. Dạ. Vậy thì bây giờ chị có thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Đức không ạ? Và cái công việc làm ăn giữa hai nước thì như thế nào? Chị vẫn thường xuyên đi lại. Một năm chị về Việt Nam có thể một lần đến hai lần. Bởi vì chị còn các công ty xuất nhập khẩu. Thấy thực sự là chị đúng là nghị lực rất là kiên cường đúng không ạ? Và trong những cái bước ngoặt của chị thì ai là cái người mà có cái sức ảnh hưởng lớn nhất ạ? Có người tác động để cùng giúp chị, cùng chung tay giúp chị, hoặc là trong cuộc đời của chị, cái người nào mà làm cho chị tác động đến lớn nhất đến cuộc đời của chị? Chị có mỗi con và em trai là nguồn tác động lớn nhất. Hiện nay em của chị và con của chị hiện tại cũng đang ở bên Đức. Và cụ thể là, tác động lớn nhất. Là em trai của chị là người đã làm việc cùng với chị hay sao? Làm cùng với chị suốt từ bao nhiêu năm nay. Là động lực, và con mình là nguồn động viên để mình phát triển. Hay quá, người ta thường là không ai làm được một mình hết, mà bắt buộc phải có những cộng sự. Mà những cộng sự lại là những người thân của mình, như là em trai của mình, thì lại càng yên tâm và càng tin tưởng đúng không ạ? Thế còn con trai của chị, mình nói con trai của chị, thì con của chị là đã lớn chưa ạ? Con của chị, cháu là tên là Nguyễn Trường Minh. Năm nay cũng 38 tuổi rồi, cháu cũng có 3 công ty về nhà hàng ở tại Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Và cháu đã có 3 đứa con. Thế tức là ở một thành phố khác, không phải ở cùng với thành phố với chị? Không, ở cùng chị. Dạ vâng. Thế không biết là ông xã của chị có giúp đỡ được cho chị nhiều trong công việc không ạ? Ông xã của chị thì đã mất cách đây 20 năm rồi. Mất tại Việt Nam. Bị tai nạn. Cho nên là không có ai giúp đỡ. Một mình chị phải nuôi con. Nuôi con. Và chỉ có một người con thôi. Có một người con. Thế tức là mình phải vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đúng rồi, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm. Mà lại còn ở một nơi đất khách xứ người nữa. Vậy thì ngoài em trai, ngoài con trai, thì không biết là cái cộng đồng người Việt ở tại Đức có giúp đỡ nhau được nhiều không ạ? Có, cộng đồng người Việt ở Đức thì cũng luôn luôn giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau. Chỉ có cái hệ thống khách hàng rất trung thành tuyệt đối luôn, để đi theo chị và cổ vũ cho chị trong những bước đường làm ăn. Cái công ty của chị cũng thế, cũng toàn người là ở đứng đằng sau động viên chị và cổ vũ chị làm việc. Cho nên là cái sự tôn trọng của cộng đồng và của mọi người đã cho chị thành công. Và những cái cộng sự của chị là người Đức hay là người Việt ở Đức ạ? Cộng sự của chị thì là người Việt, nhưng công nhân của chị thì là người Đức. Ra thành công ở trong nước thì cũng đã là rất khó khăn, vì phụ nữ mà kinh doanh mà bôn ba thì đã nỗ lực phải gấp đôi, gấp ba nam giới rồi. Thế nhưng mà để mà một cái người Việt mà lại thành công ở nước ngoài, khi mà mình lại có cả một cái trung tâm thương mại, mà trung tâm thương mại đấy lại dành cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau nữa, thì chắc chắn là cái áp lực gánh vác ở trên vai chị cũng sẽ rất là lớn. Vậy thì chị có cảm thấy khi nào nó là quá sức không? Hay là chị có cái điều gì mà chị cảm thấy là mình nuối tiếc là mình chưa làm được, chưa thực hiện được không ạ? Khó khăn và áp lực thì chị thấy cũng rất bình thường. Bởi vì chị có những cái cộng sự bên cạnh giúp đỡ chị rất nhiều. Chị không thấy áp lực, rất vui vẻ, thoải mái và sống đàng hoàng. Bởi vì sự trung thực của mình đã kết nối và đã kết quả thành bao nhiêu năm rồi, thì hôm nay có sự tin tưởng của mọi người, nên chị thấy áp lực công việc không có. Thế có điều gì mà chị hối tiếc mà chị chưa làm được không? Chị muốn học hỏi rất nhiều,
Nhưng cái việc học để có bằng cấp thì chị chưa đạt được. Mỗi hối tiếc như thế. Là mình muốn học nhưng mà thời gian không dành cho cái việc đấy. Nên là chỉ hối tiếc cái vấn đề đấy. Thực ra thì mỗi một người thành công nó lại có một cái cách khác nhau. Có những người thì họ thành công ở con đường học vấn. Nhưng mà có những người họ thành công trên chính những cái đường đời. Em nghĩ không có một cái trường đại học nào lớn bằng cái trường này, cái trường đời đúng không chị? Bởi trường đời nó mới dạy cho mình rất nhiều bài học. Mình phải va vấp, mình phải bị cuộc đời nó xô đẩy, nó vùi dập thì mình mới trưởng thành được. Vậy thì còn về trong cái công việc hiện tại của chị thì chị những cái dự định gì trong tương lai mà chị đang mong muốn thực hiện trong thời gian tới? Chị mong muốn thực hiện trong thời gian tới là về kinh doanh thì chị tiếp tục phát triển cái công việc hiện tại. Và sẽ mở mang thêm những cái công việc làm ăn trong cái mảng bất động sản của mình. Thứ hai nữa là về công tác cộng đồng thì chị muốn truyền tải với cộng đồng rằng chúng ta hãy đoàn kết và giúp nhau trên mọi phương diện. Chị cũng đã gây dựng được, cùng đồng đồng gây dựng được một cái chùa rất lớn ở bên đấy cho cộng đồng. Chị làm chủ tịch. Và công tác cộng đồng thì chị luôn luôn đồng hành cùng mọi người tham gia. Nhất là những công tác từ thiện cho Việt Nam. Ví dụ chất độc da cam, xóa đói giảm nghèo. Trong cuộc đời của mình nhiều khi không phải là sống cho bản thân mình mà mình là còn để lại cái điều gì. Khi mà mình ra đi mình để lại cái điều gì, những cái giá trị gì cho cuộc đời thì điều đấy mới là rất là quan trọng đúng không chị? Cho nên là những cái công việc cộng đồng tuy nó sẽ mất nhiều những cái thời gian của mình hơn nhưng mà chắc chắn nó sẽ mang lại giá trị cho rất là nhiều người. Và chính những cái sự hạnh phúc của mọi người, chính cái sự thành công của mọi người nó cũng lại là một cái động lực để cho mình cảm thấy là mình sống trong cái cuộc đời này, mình có một cái sứ mệnh, mình có một cái ý nghĩa rất là lớn lao. Và cảm ơn những cái điều mà chị đã chia sẻ. Và Mai Thuyền rất là hy vọng trong thời gian tới thì chị sẽ cùng chung tay với Mai Thuyền để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa cái cộng đồng của mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế Willin ở tại Cộng hòa Liên bang Đức, để làm sao cho những chị em phụ nữ lãnh đạo được nối vòng tay lớn, để chúng ta không bị đơn độc. Chúng ta có bất kỳ những cái khó khăn gì đó chúng ta đều có thể chia sẻ để những người anh chị em của mình, những người đồng đội của mình sẽ cùng chung tay giúp đỡ, để những người Việt của chúng ta sẽ có thể tự hào và đạt được những cái thành tựu ở không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thị trường toàn cầu nữa. Rất là cảm ơn chị. Và bây giờ đến với phần 3 của chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay, đó là một góc tài hoa. Thì thông thường đến với phần này thì mỗi một nhân vật khách mời sẽ chia sẻ một cái tài lẻ của mình, người thì ca hát, người thì chia sẻ về cuốn sách của họ vân vân. Thì không biết là với chị Bình ngày hôm nay đến với Phụ nữ quyền năng thì chị mang lại một món quà gì cho quý vị khán giả? Chị thì không quen về vấn đề nghệ thuật nhiều, nhưng mà chị cũng xin tặng cho khán giả bài thơ Người con gái Việt Nam. Chị thấy là cái bài thơ này rất ý nghĩa, bởi vì một người con gái Việt Nam ở môi trường nào cũng sẽ có những cái tầm của họ trong bất cứ lĩnh vực nào. Chị thấy chị yêu bài hát này, bài thơ này, nên chị xin có thể là đọc hoặc ngâm thì mọi người cùng thưởng thức và bỏ qua những cái khuyết điểm mà mình có thể không chỉnh chu được. Và đến với cái phần biểu diễn này thì sẽ có một khách mời đặc biệt nữa sẽ cùng hỗ trợ với chị nữa đúng không ạ? Chị có thể bật mí người phụ nữ đó là ai không ạ? Người phụ nữ đấy là em gái của chị, nghệ sĩ đàn bầu Phan Thị Thúy Hạnh, và hiện nay cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại nhà múa rối Việt Nam. Vâng. Và có lẽ là ngày hôm nay có phải là lần đầu tiên hai chị em biểu diễn với nhau không? Đúng rồi, là lần đầu tiên đấy. May có Thu Hiền thì vâng. Chị em chị mới được có một diễn cái duyên tuyệt vời như thế đây. Này đúng không ạ? Đây. Vâng, cảm ơn chị. Khán giả. Và bây giờ thì quý vị khán giả sẽ được xem một cái tiết mục mà duy nhất chỉ có ở trên Phụ nữ quyền năng nhé. Hay không có tuổi, mái tóc em đây hay là mây là suối, đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông, thịt da em đây hay là sắt là đồng, cho tới hôn bàn chân em lạnh ngắt,
cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt. Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh, trên mình em đau đớn cả thân cành. Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng. Em đã sống lại rồi, em đã sống. Điện giật rùi đâm, sao cắt lửa nung, không giết được em người con gái anh hùng. Ôi trái tim vĩ đại, còn một giọt máu tươi còn đập mãi, không phải cho em, cho lẽ phải trên đời. Cho quê hương em, cho tổ quốc loài người, từ cõi chết em trở về trói lọi. Như buổi em đi ngọn cờ đỏ gọi, hỡi em người con gái Quang Vinh. Cả nước bên em khúc ruột của mình. Em đã sống lại rồi, em đã thắng. Cả nước bên em quanh giường đệm trắng, hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa. Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa, cả nước bên em cho em tất cả. Mau tiếp máu cho lại hồng đôi má, cho mái tóc em xanh lại ngày xuân. Cho thịt da em lại nở trắng ngần, em sẽ bước đi trên đôi chân tuổi trẻ. Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ, em sẽ đi trên đường ấy thanh thang. Như những ngày xưa rực rỡ sao vàng, ôi đôi mắt của em nhìn rất đẹp. Hãy giữ mãi niềm tin tươi anh thép, chứ quê em Gò Nội kỳ lắm. Hỡi em người con gái Việt Nam. Hiện đang sinh sống và làm việc tại UK, một nữ lãnh đạo truyền cảm hứng sâu sắc cho mọi người về tư duy khởi nghiệp, cách sống và ngay cả hạnh phúc trong gia đình. Nếu mà mình có tương lai, mình muốn thương cha mẹ, mình muốn thương gia đình, mình muốn thương chính bản thân mình, thì mình nên học càng nhiều càng tốt, học những nhà thành công để sau này không những thành công cho mình mà còn truyền lại năng lượng cho những thế hệ trẻ. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem.